Chào mọi người đến với kênh Sơn Côn Nghĩa Lộ. Bác ấy có hai đứa con nó dại, vất vả quá. Hôm Tết mình đã xin giúp bác 5 triệu rồi, hôm nay mình kết nối xin được cho bác 3 triệu. Đây là cô tên là gì nhỉ? Quế, cô tên là Quế. Cô Quế là chính đại diện cho chính quyền xã, cô trưởng thôn, trưởng thôn. Thế cô ấy cùng mình sang trao tiền cho bác ấy. Vâng. Mọi người theo chân tôi nhé. Đây là chị. Vâng. Vâng. Nhân Tân Đức gửi biếu bà 3 triệu. Anh nghĩ là 5 triệu lần này thì 3 triệu và đưa từ hôm kia rồi. Nhưng mà hôm qua gia đình mang cho bà, nhưng mà vì là ngày hôm qua là ngày phụ nữ Việt Nam, thấy người ta tặng nhau toàn hoa, mời nhau đi ăn, thấy cuộc sống là vất vả quá, thấy thì thân mà thôi, để lại ngày hôm nay cháu mới đi ăn cho bà. Vâng. Bà cháu xem trong nhà tí nhé bà nhá. Vâng. Đấy, cái này xin rửa cái nhà bà lập mất bà cho đấy. Bà chết tụng đấy. Bà bật điện đấy. Nó đang gọi bà bảo ơi, cho gọi mẹ ông bà bắt. Qua cái chuyện này nó ra đằng sau đấy. Hai đứa đấy quay này ra ngoài kia đang đổ nước à, nước từ sáng giờ chưa vào, anh nước từ nước rồi cứ nhà cứ trăng chịt thế này suốt ngày. Nói thật với các bạn là mình không chê gì đâu, nhưng mà thực ra là hai em ấy bị thần kinh nặng quá, bị điên, nhưng mà vệ sinh rồi các thứ hết ra nhà nên là không thể đưa các bạn vào được, quần áo còn không mặc nhỉ, có nước khử trùng suốt ngày. Vừa nặng suốt ngày, một ngày 4-5 lần đấy, không cho nhiều quần. Nuôi mấy thế. Con chó chủ yếu là để dọn vệ sinh đấy, vừa không phải là nuôi để bán đâu, cuộc sống nó khổ thế con bạn. Nó thôi đấy. Đây là củ đun của bà đấy, cái này là để đun dần đấy, có chưa hết rồi. Củ này cháy làm sao được? Có cái cây của nhà không chỉ cho nó leo khô, đun dần hết ở đây ôm nhiều cơ. Vâng. Còn đấy bảo về nắng thì ra đang được quét rồi. Cái anh đến một mình không nổi. Vâng. Bà năm nay bao tuổi nhỉ? Sinh năm 7. Năm 57. Mùng 3 tháng 5 năm 57. 65. Năm nay 65 tuổi các bạn ạ. Mà lại còn hai đứa em là mất kiểm soát hoàn toàn về thần kinh. Con người đây là 82. Còn cái con ngoài kia đang người nước ngoài 90. Vâng. Đấy, chị ơi, thì sáng rồi, quay cái con sợ chết sau cái kèo này. Không phải đâu, lá thơm để cho nó khỏi thối đấy, lá hắc hương. Còn cái này là đang sắp sửa dọn cái lá hắc hương đấy, cho nó khỏi ấy đấy. Còn cái này, đấy vừa bảo để nó nằm mưa, để đây, nhưng mà... Sợ chỗ này nó chuột chết, nó chuột. Cái để đun đấy anh ạ. Vâng. Cái để đun hết đấy, để đun đấy. Ngày đây hôm nay thì anh thay mặt chú cho chúng biết đến chú bà ấy để mà trang trải cuộc sống. Tức là nhiều người khác ấy, người ta khó khăn còn muốn là có hạt
giống hay là mua con gì để nuôi, nhưng mà với bà thì đúng là nuôi nổi giúp bà được ít nào gọi là nhẹ ít đấy thôi, chứ còn không biết là giúp bà theo kiểu gì nữa cơ. Cái nhà này thì cả còn khỏe, còn bà nuôi được anh ấy cũng nuôi được, chỉ có nuôi một hai con được. Bây giờ bà sáu mấy tuổi xong là hai đứa con lại dại như thế, thỉnh thoảng là cô ấy cũng lại đại diện cho các nơi xin cho cái này cái kia, rồi cũng nói chung là chính quyền địa phương là không bỏ quên. Vâng, tổ dân phố là không bỏ quên, nên là có trách nhiệm. Hàng năm này chúng tôi toàn đi xin đặt gạo cho gia đình này, đến cả chính sách được 500 một năm nữa. Mấy năm nay rồi, cứ mỗi một tháng là chúng tôi đặt cho nhà này 20 cân gạo, người ta sẽ mang đến nhà này. Vâng. Hiện nay là chúng tôi cũng đặt đến hết sang năm. Vâng. Cứ phải đi kêu gọi suốt. Đấy. Thế mà thay mặt tổ dân phố thì cũng rất là cảm ơn các anh. Vâng. Và cũng mong rằng các anh cũng quan tâm. Vâng. Nhất là những cái dịp mà Tết với các cái thì nói chung là cái gì cái nhưng mà vâng, nói chung nó cũng không thể, vâng, tức là nó làm một cái gánh nặng quá nặng đối với lại tổ dân phố, nên là chúng tôi cũng rất là hết sức là đi kêu gọi những vâng. cũng giúp được chúng tôi tổ mất là chúng tôi chỉ giúp được cái gạo ăn cho gia đình, vâng, mỗi một tháng chúng tôi cho hai giúp cho được 20 cân gạo, kêu gọi hết người nọ người kia rồi. Với cơ chế này mà những cô làm ở thôn như cô ấy thì là về đói là không đói, thế còn về cuộc sống mà phát triển hơn nữa thì là phải đấy, chúng tôi chỉ lo cho được cái cơm ăn, đúng rồi, lo cho cơm ăn thôi, rồi mọi người phụ thêm thế nào hay gì đấy, còn anh mỗi người một hoàn cảnh mà đáng nhẽ là mỗi một đứa rồi bây giờ lại đứa thứ hai nữa, vâng, chán quá. Bây giờ là vâng. Số tiền này thì chị mua mấy con gà, vâng. Mua mấy con gà to to ấy, hôm nay lại mua 50 chiếc thuốc, không có tiền đâu anh ạ, hôm nay có thể bảo hiểm nhưng mà không có bảo hiểm, có khi bị ốm nặng mới đi cơ, còn nước bình thường cũng không đi được, mà bây giờ nó không biết đường mà lên nữa cơ, bây giờ ngày xưa nó còn chưa rồ, nó còn dẫn mẹ đi, bây giờ trái biết đường nó lên. Bây giờ cuộc sống hàng ngày ấy, thì cháu không dám nói, thỉnh thoảng anh em cháu đến chơi thăm. Thế nhưng mà nếu mà có việc gì đột biến ấy, thì cô nói với mẹ bác trưởng thôn thì có gì bọn cháu trưởng khu phố bọn cháu giúp được cái gì mà cháu giúp. Vâng. Thế thì cảm ơn các vâng. Anh. Vâng. Thế là thôi thì hai em thì không chắc là không khỏi được. Không thôi khỏi thì được bây giờ như thế thì mình phải có chấp nhận cái nhỉ? Hoàn cảnh của mình như thế thôi. Vâng. Mẹ ngã vâng. Phải mưa đang nghe dọn vừa rồi đang lấy cá thì đang giờ nó không mưa mình có thể dọn làm cái em sợ nó mà ăn nào ngồi ngoài kia cho con đồ đang ngồi ngoài vâng. Rất là cảm ơn vâng. Nhé vâng. Vâng. Hai đứa nó thuộc về tàn tật từ bé, đứa thì vừa lại mới vừa rồi vẫn đi làm xong lại tự nhiên điên. Cười xong rồi cười nó không biết. Hai đứa cười thường suốt ngày thế. Bây giờ đang ngồi gầy nước ngoài như kìa. Hôm qua thì chửi, hôm nay gầy nước ấy. Chứ con út ấy, con 90 ấy, con 82 thì ngồi kêu. Bây giờ cứ gọi mẹ đằng bà bổng chứ không gọi mẹ này mà mẹ. Vâng, thế còn cháu giúp được cái gì của cháu giúp. Vâng, vâng. Cháu đến đây là đến 4 lần rồi, vâng. Đấy. Vâng. Các anh của các chủ yếu là các cô ở xóm thôi, các bọn cháu thì thỉnh thoảng đi qua, vâng. Vâng. Các anh. Vâng, thế cảm ơn cô nhá. Vâng. Thôi nhá. Chào mọi người. Xin mọi người một đăng ký, một like, một chia sẻ cho kênh mỗi ngày một mạnh.